Mọi người có hồ sơ bảo lãnh á, bên tôi vừa rồi tuần trước nè là vừa mới xin visa cho một vài khách mà có hồ sơ bảo lãnh vẫn đậu như thường, nên là tôi phải xin xác nhận lại mọi người có hồ sơ bảo lãnh diện anh chị em, diện kết hôn, diện ba mẹ bảo lãnh con bảo lãnh ba mẹ, mọi người vẫn có thể đi xin visa du lịch bình thường. Còn có chuyện đậu hay không nó là cái quyết định của ông lãnh sự, ông sẽ kêu là ok trường hợp này tôi cho đậu, trường hợp này tôi thấy không được. Nhưng chắc chắn như mọi người đã biết là khi mà một người có hồ sơ bảo lãnh, mọi người biết tại sao là nó lại làm cái khả năng đậu của mọi người, đậu nó thấp xuống không, cái khả năng mà gọi là rớt cao hoặc là đậu thấp để như vậy, thì tại vì là cái mục tiêu của ông lãnh sự khi mà cấp cái visa du lịch là ông muốn thấy là bạn phải quay về, tôi cấp là bạn phải quay về, đó là cái mục tiêu của ông. Mà ai mà làm cho ông cảm thấy là có vẻ không được, có vẻ người này đi là không về, hoặc là có này tôi mà cấp visa cho người này mà về tương lai lâu dài là người này sẽ không quay trở lại Việt Nam thì ổng sẽ không cấp. Tại sao có hồ sơ bảo lãnh thì nó là ảnh hưởng đến các kết quả visa du lịch, thì tại vì là có hồ sơ bảo lãnh có nghĩa là bạn có ý định định cư đúng không, bảo lãnh mà, thì sau này bạn sẽ định cư, bạn sẽ theo qua ở cùng với anh chị ông bà anh chị em vợ chồng. Như vậy ngày hôm nay bạn xin cái visa du lịch nghĩa là nó đang bị mâu thuẫn giữa hai cái điểm đó, là bạn đã có hồ sơ bảo lãnh là có ý định định cư mà bạn xin cái visa du lịch để chứng minh là bạn không có ý định định cư, hai thằng nó bị mâu thuẫn. Tuy nhiên thì thực tế mà nói cho mọi người, bên tôi cũng làm nhiều hồ sơ lắm rồi, thì những người có hồ sơ bảo lãnh họ vẫn đậu như thường. Cái này nó đến từ những yếu tố khác. Xét cho cùng mọi người cũng thừa biết là tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hồ sơ cấp một người hồ sơ du lịch nha, dựa trên ý kiến của bên này nha, chứ không có lãnh sự nào nói đâu là mấy cậu mọi người cắt ghép rồi nó sai ý nữa. Nó là công việc, nó là lịch sử du lịch, nó là lý do xin visa, nó là cái ràng bộ buộc bên Mỹ và Việt Nam. Ta nhìn vào những cái đó trước, ta nhìn tiếp vào cái hồ sơ bảo lãnh người ta quyết được chưa. Nó là những người ví dụ như chưa du lịch đâu hết, làm tự do, bên Việt Nam mình hay gọi là làm kinh doanh tự do, có hồ sơ bảo lãnh cái xin visa du lịch, sau đó rớt rớt thì nói rằng là do hồ sơ bảo lãnh thì nó không có đúng. Khi mình nhìn một hồ sơ rớt hay đậu á, là mình phải phân tích các yếu tố nó kết hợp vô, nó giống như nó kết hợp vô vậy nè, chứ nó không phải là ở vì cái đó mà tôi rớt. Thì thường tất nhiên cũng sẽ có những trường hợp nó như vậy, ví dụ như trường hợp nói dối thẳng quá rồi thì cho rớt. Hầu hết theo như tôi phân tích là khi mà tôi nhìn một hồ sơ thì nó sẽ có các yếu tố nó kết hợp với nhau, nó tạo nên một cái câu chuyện về một người, thì lãnh sự cũng nhìn đi chăng như vậy và hỏi là ok tôi cái quyết được cái visa cho người này hay không. Đấy, đây là anh chị mà có hồ sơ bảo lãnh thì vẫn xin như thường nếu mọi người muốn xin, chứ đừng nói tôi dụ, tôi đâu có dụ ai đâu.